Thưa quý khán giả, trong nhiệm kỳ 2016-2021, dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới cùng lúc, nhưng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển chung và đáp ứng tốt nguyện vọng của cử tri. Điều đó cũng chứng tỏ đội ngũ đại biểu dân cử đã thực sự phát huy trọng trách, xứng đáng là đại diện của nhân dân trong tỉnh, tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, nhất là bảo đảm lời hứa luôn đi đôi với việc làm, không hứa suông. Ngày 22 tháng 5 2016, hơn 2 triệu cử tri của tỉnh Đồng Nai đã nô nức hòa mình vào ngày hội non sông, bầu cử đại biểu Quốc hội và đặc biệt là bầu chọn được 87 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Được cử tri tin tưởng, gửi gắm, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cố gắng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện được một khối lượng lớn công việc. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 291 nghị quyết, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong một chỉnh thể thống nhất của chính quyền địa phương. Từ đó đã có nhiều quyết sách đồng bộ được ban hành, bảo đảm bám sát yêu cầu thực tế, phát huy hiệu quả rõ rệt trong cuộc sống. Cùng với việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã hoàn thành tốt chức năng giám sát theo chương trình phù hợp với tình hình thực tế. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 465 cuộc khảo sát, giám sát về 45 nội dung, qua đó đưa ra 1.860 kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Phạm vi giám sát của Hội đồng Nhân dân rất phong phú, đa dạng, từ việc ban hành chính sách, hoàn thiện quy định đến những vấn đề dân sinh bức xúc. Qua đó, nhiều hạn chế yếu kém trong quản lý điều hành của các cấp, các ngành được phát hiện, kiến nghị xử lý, tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội. Chất vấn tại kỳ họp là một hình thức giám sát quan trọng và hoạt động này của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cử tri. Đáng chú ý, trong 4 năm, từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành 8 nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Trước đó ghi nhận những ý kiến chính đáng của cử tri tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian đến tận nơi thị sát, tìm hiểu tình hình, sau đó lựa chọn tổng hợp vấn đề để đặt lên bàn nghị sự. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã thể hiện được ý thức về trách nhiệm của đại biểu đối với cử tri và trả lời chất vấn trở thành nhận thức thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức. Việc cộng hưởng giữa đại biểu và cán bộ công chức tạo được niềm tin của cử tri và nhân dân trong việc xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhớ và thực hiện cơ bản, hoàn thành chương trình hành động đã hứa trước cử tri và nhân dân. Luôn xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu mọi mặt, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, gắn bó và liên hệ mật thiết với cử tri, với nhân dân. Để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời và tham gia vào quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri, của nhân dân. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, qua nắm bắt dư luận xã hội, khi được hỏi về hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ qua, có 17% ý kiến cho rằng rất tốt và 73% ý kiến đánh giá tốt. Quý khán giả thân mến, dù gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhiệm kỳ qua, đa số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhiệt tình, tích cực, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, góp phần làm nên những thành tích chung của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Vậy, nhìn lại một nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội đồng Nhân dân để lại dấu ấn mạnh mẽ đối với từng đại biểu như thế nào? Sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Cái công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh thì rất nhiều vấn đề để lại cho tôi cái ghi nhớ và trân trọng. Tuy nhiên trong đó thì có những cái vấn đề mà tôi quan tâm nhất đó, tức là cái chỗ mà xem xét chuyển các cái ý kiến cử tri rồi đơn thư khiếu nại của công dân đến các cơ quan thẩm quyền để giải quyết cho công dân. Và cái qua cái chuyển hoạt động dân thì được các cơ quan của hành chính nhà nước phản hồi và giải quyết rốt ráo các vấn đề của cử tri quan tâm, mà nhất là đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Cá nhân tôi thấy rằng Hội đồng Nhân dân tỉnh
thực hiện rất là tốt cái chức năng của mình, đó là cái quyết định và cái giám sát. Trong đó thì đã quyết định rất là nhiều cái vấn đề nó liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân cũng như là cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và cái điều mà tôi cảm thấy tôi ấn tượng nhất đó là cái công tác giám sát của các cái tổ đại biểu của Hội đồng Nhân dân trong cái thực hiện cái chức năng giám sát của mình. Và qua cái giám sát thì cũng đã đảm bảo cái qua cái công tác giám sát thì nó những cái nội dung giám sát nó cũng gắn liền, gắn chặt đến cái cuộc sống của người dân cũng như là những cái nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân đã ban hành để phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội đồng Nhân dân có khóa chính vừa rồi là có thay đổi về cái phong cách lề lối làm việc, từ cái công tác chuẩn bị cho đến đi vào cuộc họp, cho đến tiếp xúc với cử tri, và đặc biệt nữa là những cái cuộc họp, những cái hội nghị của Hội đồng Nhân dân các kỳ đó thì đều có truyền hình trực tiếp, và như vậy nó tạo ra một cái sự tương tác giữa cử tri với Hội đồng Nhân dân, và để cho Hội đồng Nhân dân người ta thực hiện cái quyền giám sát của mình, không chỉ đối với chính quyền mà đối với Hội đồng Nhân dân. Và thông qua cái sự tương tác đó thì nó phát huy được cái dân chủ, nó làm cho cái cử tri, làm cho Hội đồng Nhân là gần với cử tri nhiều hơn. Và đó là tôi nghĩ rằng một trong những cái cách để phát huy cái quyền dân chủ của cử tri. Chúng ta có thể nhận định như thế này, nhiệm kỳ vừa rồi của Hội đồng Nhân dân tỉnh là một nhiệm kỳ hết sức là thành công. Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm rất tốt vai trò giám sát và đã đưa ra được những cái nghị quyết rất là sát thực với lại đời sống thực tiễn, và cũng chính vì vậy đã góp phần hết sức là quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ mục tiêu về kinh tế xã hội, về quốc phòng an ninh của tỉnh trong 5 năm vừa qua. Cái điều hành của thường trực trong nhiệm kỳ này là sâu sát và để cuộc họp mà xây dựng chương trình kỳ họp cũng như là cái sắp xếp thời gian là ngắn gọn hơn và có trọng tâm hơn. Tiếp theo là đối với lại hoạt động chất vấn thì những cái chương trình chất vấn và những cái nội dung chất vấn cũng như là cái việc báo cáo của các sở ngành liên quan và việc trả lời chất vấn tại hội trường cũng như trả lời bằng văn bản thì được thực hiện rất là tốt. Tuy nhiên, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế. Như có một nghị quyết phải bãi bỏ vì chưa thực hiện đủ trình tự, thủ tục ban hành theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Việc trình các nội dung của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thường chậm so với thời gian quy định. Hồ sơ có nội dung sơ sài, thủ tục pháp lý chưa chặt chẽ dẫn đến báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chưa kịp thời gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân theo thời gian quy định. Việc gửi tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri, tài liệu kỳ họp còn chậm. Một số đại biểu Hội đồng Nhân dân chưa tham gia đầy đủ các cuộc khảo sát, giám sát của các ban và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và những hạn chế này cần được khắc phục triệt để trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân khóa 10 sắp tới. Thưa quý khán giả, đánh giá hiệu quả công tác sử dụng, quản lý tài chính đảng để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tài chính của đảng. Đó chính là công việc mà Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai hết sức chú trọng hiện nay. Đây cũng là nội dung còn lại của chương trình kỳ này. Lần đầu tiên, Hội nghị triển khai dự toán năm 2021 do Sở Tài chính Đồng Nai chủ trì tổ chức, có sự phối hợp lồng ghép của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Có mặt tại diễn đàn, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy hướng dẫn những điểm cần lưu ý trong việc thực hiện công tác tài chính đảng, đồng thời giải đáp những khó khăn vướng mắc cũng như chỉ đạo chung các nội dung liên quan. Nói về cái nguồn tài chính đảng thì nó được hình thành từ ba nguồn. Thứ nhất là cái nguồn là thu phí đảng viên. Cái nguồn thứ hai là cái nguồn là tự thu của cái tổ chức đảng, và cái nguồn thứ ba là ngân sách cấp. Do đó là khi mà thực hiện cái việc tài chính đảng nó phải công khai minh bạch rõ ràng. Phải nói là cái công tác kiểm tra về tài chính đảng của riêng Đồng Nai trong thời gian qua thì chúng tôi đã kiểm tra trong 2 năm thì các cái tổ chức đảng và cái đảng viên đã chấp hành rất tốt cái việc về cái công tác tài chính đảng, bởi vì nó có những cái quy định rất là cụ thể của Bộ Chính trị cũng như là Văn phòng Trung ương Đảng. Tuy nhiên trong quá trình đó thì nó cũng có những cái sai sót
mà sai sót đây là do thật ra cái nhận thức của người làm công tác đảng á, là không chịu nghiên cứu và là không quan tâm, và cộng thêm yếu tố chủ quan. Bởi vì sao? Tại vì cái tài chính nói chung thì nó nhiều văn bản quy định, nhiều cái cơ chế ràng buộc, nhưng mà trong cái tài chính đảng thì thật ra thì văn bản quy định nó rất ít, nhưng mà cái việc công tác mà nghiên cứu để mà nắm vững cũng như là để hạn chế sai sót thì nó cũng chưa được tập trung chỉ đạo. Do đó là cái công tác đảng về tài chính đảng trong những năm qua, và đặc biệt trong cái năm vừa rồi, thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra thì để chấn chỉnh những sai sót. Và phải nói là trong công tác kiểm tra đảng, chúng tôi đã tích lũy những cái sai phạm mà đã xảy ra trong cái công tác quản lý tài chính đảng của các tổ chức đảng và các đơn vị. Và chúng tôi có cái văn bản để thông báo gửi cũng như cảnh báo cho các cái đơn vị là trong cái việc thực hiện cái việc mà tài chính đảng. Mặc dù không có phòng, bộ phận chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng, cán bộ kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu, nhưng Ủy ban kiểm tra các cấp ở Đồng Nai đã chủ động tích cực kiểm tra tài chính đảng thời gian gần đây. Các cuộc kiểm tra tài chính đảng được chủ động lồng ghép với chương trình kế hoạch kiểm tra của đơn vị cơ sở một cách phù hợp. Trong cái trách nhiệm quy định của Ban Bí thư có quy định là Ủy ban kiểm tra phải kiểm tra các cấp về tài chính đảng, thì Ủy ban kiểm tra các cấp cũng làm. Hiện nay một cái khó khăn là cái thứ nhất là nhân sự để kiểm tra, mà chúng ta cũng biết là trong bối cảnh kiểm tra tổ chức đảng nó nhiều cái nội dung chứ không phải là chỉ riêng về công tác tài chính đảng. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhiều đơn vị, do đó cái năng lực mà để kiểm tra thì cái quán xuyến hết, để cảnh báo hết thì nó không được trọn vẹn, nó không được như ý. Và như vậy thì chúng tôi phải chọn mẫu là những cái quá trình kiểm tra về cái tài chính đảng và cảnh báo cũng như là nhắc nhở chung cho các đơn vị, thì đã thực hiện trong thời gian ngắn qua thì chúng tôi thấy là cái biện pháp đó nó hiệu quả. Nó giúp cho những người được cảnh báo thì rút kinh nghiệm, giống như trong cuộc sống mà chúng ta thấy những cái thất bại của người khác thì chúng ta rút kinh nghiệm cho bản thân. Chúng tôi với trách nhiệm là cái công tác kiểm tra có những cái kiểm tra cái nội dung khác về công tác đảng, nhưng chúng tôi cũng lưu ý cái việc đó để rồi giám sát, nhắc nhở để mà cái công tác đảng được thực hiện đúng quy định. Song cũng phải nhìn nhận rằng hiệu lực và hiệu quả các cuộc kiểm tra tài chính đảng chưa theo kịp yêu cầu thực tế hiện nay. Để khắc phục những bất cập, hạn chế, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề xuất một số giải pháp chủ yếu cho vấn đề này. Trong các cái giải pháp thì liên quan tới tài chính nói chung thì tôi nghĩ là hiện nay với cái công nghệ tin học phát triển thì cố gắng làm sao ứng dụng cái phần mềm mà quản lý. Khi mà quản lý bằng cái công cụ thì nó minh bạch, nó hiệu quả, nó không phải là thủ công thì nó giúp hạn chế. Cái khâu thứ hai tôi nghĩ là cái công tác tuyên truyền quảng bá, những cái kênh thông tin như vậy thì rất quan trọng. Và cái điều đó thì nó đảm cho cái những người, nhất là những người lãnh đạo trong cái công tác tài chính và những người tham mưu thực hiện trong công tác tài chính chú ý. Vừa qua thì chúng tôi cũng có làm một cái hình thức là văn bản gửi đến, nhưng mà sau một thời gian thì chúng tôi có trao đổi tham khảo thì gần như người ta cũng để ý đó là một cái văn bản bình thường như những văn bản khác, người ta không chú ý. Tôi nghĩ là cái giải pháp làm sao để cảnh báo, nhất là phương tiện thông tin cũng nên là có những cái nêu ra những cái sai sót không đáng có. Và chúng tôi trong cái phần thực hiện trách nhiệm của mình cũng đang cố gắng làm cái việc đó bằng một cách nào đó để cảnh báo tới cấp ủy và các tổ chức đảng cũng như những người thực hiện cái công tác đảng, làm sao để thực hiện đúng cái quy định pháp luật cũng như chỉ đạo hướng dẫn của Ban Bí thư về công tác tài chính đảng. Kiểm tra tài chính đảng như là một thầy thuốc canh bệnh, giúp cho cơ thể đảng ngăn ngừa được bệnh tật, tăng cường sinh lực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Chung một bóng cờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.